anh vẫn chưa gửi chị gì kìa. Mặc chuẩn bị rời đi, ID chủ động xin số điện thoại của anh. Với hôm khác sẽ bán cho anh một lọ. Ở một diễn biến khác, cảnh sát đã điều tra ra nạn nhân tên Hunter là một nhà văn mới cưới được 3 tháng.